mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Người cha đẻ của hệ sinh thái Cấy Nền. Hôm qua thì thầy đã có một chia sẻ rất là xúc động ở trên Facebook về 5 năm thầy Cấy Nền và không ngừng kiến tạo để giúp đỡ, nâng đỡ cho những cánh chim cuối đàn. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để đến với cha đẻ của chúng ta, giáo sư Phan Văn Trường. Thầy cảm ơn Nghĩa. Nghĩa là người viết văn rất là giỏi và sẽ tham gia trong cái mà thầy gọi là cái cực về sách mà mình sẽ thành lập. Cái cực sách sẽ in sách, viết sách, xuất bản sách và sẽ kích thích các bạn không có ngại ngùng biểu hiện cái tinh hoa của mình và chia sẻ những tinh hoa cho tất cả mọi người. Cái gia đình Cấy Nền sẽ viết rất nhiều sách và mỗi những cuốn sách sẽ rất đơn giản nhưng mà sẽ viết rất nhiều sách. Thế thì thầy rất vui là lần này có 70% những người mới. Thật ra là cái bản chất của Cấy Nền là phải toàn người mới thôi, bởi vì giờ nó là một hệ sinh thái, tức là nó không phải là cái nơi mà các bạn ở kia từ trong. Các bạn đã học được cái bài học bình đẳng, hôm như thẳng thắn và tích cực là các bạn có thể về nhà và các bạn không cần gặp lại thầy nữa. Bởi vì giờ là cái hệ sinh thái nó là như thế. Hệ sinh thái không giữ hội viên, hệ sinh thái chỉ tạo nên một cái tinh thần đóng góp. Và các bạn vừa mới trông thấy tất cả các bạn vừa mới lên lúc này toàn là đóng góp ở trong cái không khí của cái này, là cái không khí hoàn toàn miễn phí, không có một đồng tiền nào cả. Tất cả mọi người đều đem hết tất cả sức lực của mình. Bởi tại sao? Bởi vì rằng là một trong những cái điều rất là quan trọng trong sự bình đẳng là sếp ở đây không tên là Phan Văn Trường. Cái này không có sếp. Và trong cái cuốn sách Đơn gốc quản trị của thầy thì có nói rõ rằng là sếp của chúng ta là lợi ích tối đa của đất nước. Trong Cấy Nền nếu mà có sếp thì toàn là những người ban tổ chức, là chỉ trong 2 ngày hay 3 ngày tối đa tham gia vào cái phục vụ tổ chức thôi. Nhưng mà trong Cấy Nền không có sếp, bởi vì chúng ta có một sếp tên là lợi ích tối đa của cộng đồng. Thầy có ký rất là nhẹ nhàng, bởi vì là chúng ta không có đầu tiên, chúng ta không có đánh giá nhau, chúng ta không có cấp bậc, chúng ta không có người trước người sau, chúng ta không có người nhiều người ít. Chúng ta muốn là giáo sư cũng được, chúng ta muốn là đầu bếp cũng được, chúng ta muốn là hoa khôi cũng được, chúng ta muốn là họa sĩ cũng được, chúng ta là cái gì cũng được, nhưng mà chúng ta là một người Việt Nam. Hôm nay thầy sẽ nói với bạn những điều mà các bạn chưa được nghe, và thầy đã suy nghĩ rất nhiều lắm để cho các bạn hiểu một vài chuyện nó rèn rèn trước mắt mà các bạn không nhìn thấy. Bây giờ thì thầy sẽ chúc cho các bạn sẽ rất ngạc nhiên là các bạn sẽ khám phá ra rất nhiều điều mà nó ngay trước mắt các bạn, ngay dưới là ngay mũi các bạn không nhìn thấy, mà những cái điều đó là những điều vô cùng quan trọng để nó thay đổi cuộc sống của chúng ta. Sau khi những điều được đó, cái bàn tay của vũ trụ, bàn tay của vũ trụ đã muốn Cấy Nền được cái lớn mạnh, bởi vì Cấy Nền hiểu ngay từ nguyên thủy là Cấy Nền không sinh ra để thành lập Cấy Nền. Cấy Nền sinh ra để phục vụ đất nước, để phục vụ dân tộc và để phục vụ khi mà ý tôi là của dân tộc. Thành ra ở đây các bạn đừng nhìn thầy như là một ngôi sao mấy quá trình cả, mình chẳng là gì hết. Và nếu mà mình ở trên vũ trụ mình nhìn xuống ấy, thì có lẽ con kiến với Phan Trường giống nhau, rất là giống nhau. Thành ra thầy không có coi thầy quá là tôi như thế đâu. Đây là một cái nhận xét rất là khách quan và rất là thực tế. Thầy đó thì có 30% những người cũ, thầy vừa thất vọng và vừa vui, là bởi vì rằng là khi mình gặp người cũ thì mình chỉ sung sướng thôi. Bởi vì rằng là các bạn phải nhớ rằng là chỉ cách đây 1 năm 2 năm, những người đó là những người tới một cách rất là ngẫu nhiên với cái này mà không quen nhau, mà bây giờ yêu nhau có lẽ còn hơn anh em ruột. Tất nhiên là thầy rất vui gặp lại, nhưng mà cái bản chất của Cấy Nền không phải là để gặp lại những người cũ. Bản chất của Cấy Nền là gặp toàn những người mới, và chính vì thế cho nên là hôm nay thầy bắt buộc phải nhắc lại một vài điều mà các bạn cũ đã học thuộc lòng rồi, nhưng mà đôi khi nghe lại một vài điều sẽ hiểu hơn, hiểu sâu hơn, hiểu đậm hơn những cái điều mà các bạn cần phải hiểu. Cái gì? Hiểu cái gì?
để cho thầy kể chuyện cho các bạn câu chuyện là bởi vì rằng là chính thầy đến cách đây một vài ngày, thầy không tin là mình có một cái sức mạnh nào hết, nhưng mà đến khi mà mình chuẩn bị cái này thì mình khám phá ra rằng là vũ trụ đã cho mình bao nhiêu dụng cụ, đã tặng cho mình bao nhiêu bài học để mà mình đem lại cho các em. Thành ra là mình mới cảm nhận được là chẳng phải là sức mạnh đâu, nhưng mà ít nhất mình là cái con người phải đem một số những thông tin của vũ trụ để mà tặng lại cho các bạn. Vũ trụ nói với chúng ta cái gì? Vũ trụ nói với chúng ta rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc nhận được một cái ân huệ rất lớn từ vũ trụ, mà chúng ta phải nhận định cái điều đó một cách rõ ràng. Có rất nhiều dân tộc rất hùng mạnh như dân tộc Mỹ hay dân tộc Pháp, người Pháp là cái người ăn khó tính mà ăn cá phải là ăn cá của tủ đá, mà trong khi đó thì bất cứ một người dân Việt Nam nào đều ăn cá tươi, làm việc ít thế, lúc nào thì có người ngồi ngoài đường đang nhậu, chúng ta làm việc chứ. Con thầy cũng đã từng làm việc mấy năm ở bên Mỹ, tất cả tất tuổi thì gọi điện thoại, bố gọi điện thoại cho con ở bên Mỹ mà chỉ có hai điều rất là quan trọng mà dân tộc chúng ta thì tận hưởng hai cái điều quan trọng đó. Đó là gì? Đó là ăn và đẻ. Và tất cả khi mình nhìn sinh vật thì mình thấy rằng là nó chỉ biết ăn và đẻ. Vậy thì tất cả những tiêu chuẩn của tụi bay đứng lại đi, nào là bằng cấp phải thế này thế nọ, rồi phải mention excellence, excellence không excellence thì đi ra mình cũng làm việc khác, đó là cái bằng cấp cũng chả có. Thế thì cái gì nó quan trọng? Bởi vì nó vẫn có điều quan trọng, cái điều mà chúng ta phải học được mà chúng ta đã quên thì cái bổn phận của thầy cũng như là vào các giáo sư hoặc là các bạn nào mà ở đây có hàng senior, tức là đã có những suy nghĩ rất lâu trong cả cuộc sống rất dài, đó là các bạn không biết nhìn, không biết nghe, không biết lý luận. Là thầy còn giảng ngày hôm qua đó, nếu mà bạn nào chưa được nghe, và thầy đã từng nói với rất nhiều người Hàn Quốc và những người Nhật khi mà thầy còn ở tại chức, là tụi mày về nước đi, tụi mày sang cái nước này của chúng tao, tụi mày ăn cơm, tụi mày có biết biết ơn hay là tụi mày ganh cái mặt ra thì mày dạy đời chúng tao. Mày có biết rằng là tất cả 90% những công nghệ của nước Hàn Quốc là mày đi ăn cắp photocopy của những thằng khác không? Mày dạy tao cái gì? Mày dạy tao đi ăn cắp? No, please. Mày về cái tại giờ nếu mà tao không cho mày làm việc nữa thì mày về nước mày sẽ thất nghiệp. Mày nghe chưa? Mày sẽ thất nghiệp. Thành ra là bây giờ đó là a little bit of respect to the country who feed you, who nurture you. Thầy có nói trong xe là trong đó có khu phường ngồi cục xe, thì bảo rằng cái thành phố này là cái thành phố rộng, không có hệ sinh thái, và tất nhiên là khi không có hệ sinh thái đó thì không có kinh tế, tạm rỗng dân số của tất cả mọi thành phố để chỉ tập trung vào thành phố Hồ Chí Minh và bảo rằng thì chúng ta tạo một cái từ một cái hệ sinh thái của Hà Nội đi Sài Gòn thì chúng ta làm quá tải, cho nên là mình phá vỡ hệ sinh thái đang có và mình tháo hết tất cả dân số của tất cả những nơi khác, cho nên là mình cũng phá vỡ luôn tất cả các hệ sinh thái đang có. Thành ra tóm lại tất cả dân Việt Nam người nào cũng sống song song, và sống song song đấy là thế nào, là khi mà một cộng một nó vẫn là giỏi lắm là hai, nếu không có nói là nó vẫn là một.
Thế thì cộng hưởng là gì? Thì cho phép thầy kể một vài câu chuyện. Là một cái cuốn sách nó đã làm cho thầy thay đổi hoàn toàn cái tư duy, là cái cuốn sách mà nó gọi là Quả Táo Thần Kỳ của Kim Mô Lai. Rất đông các bạn ở đây đã đọc cái cuốn sách đâu rồi, thầy không cần phải nhắc. Nhưng ông Kimura ông ấy chế ra cái quả táo thần kỳ rồi, bây giờ là cái quả táo thần kỳ đó là một cái quả táo mà nó ngon đến cái độ mà trên thế gian này không bao giờ có cái quả táo mà ngon như thế. Nó thơm đến cái mùi táo mà nó thơm đến cực kỳ và nó ngọt ngào êm dịu như là một quả táo thần kỳ. Và ông ấy khám phá rằng là khi mà ông ấy để cho cái cây táo nó tự nó mọc ở trong một cái vùng mà ông không cắt cỏ, ông ấy để nó tự sống trong một cái thiên nhiên hoàn toàn thuận tự nhiên, thì cái quả táo nó mới ngọt. Thế thì cái chuyện rất lạ là thế này, là các hàng xóm người Nhật người ta cắt cỏ, cái phía mà cái chạy bên cạnh là cỏ nó nhẵn, các cây nó mọc thẳng thắn đứng sắp hàng như là lính trong một cái đội binh, tức là trật tự, thì những cái trái nó rất nhặt. Và trong khi đó thì cái trại của ông Kimura cỏ cao đến thế này, vợ chồng cùng đi vào trong cái rừng đó và phải gọi cho nhau bằng điện thoại để bảo em đang ở đâu. Tại dựng là cái cỏ nó cao quá, vợ chồng của Dương Thủy có một cái trại ở Đà Nẵng họ chắc là Em xin chào các thầy và các bạn thế nên em là Dương Thủy đến từ Lâm Đồng ạ, và em có một vườn thuần tự nhiên tên là Tâm An Nguyên. Ở đó là em đi tham mô hình vườn rừng và ở đấy là em tôn trọng sự sống, bất cứ cây gì mà có thể mọc được là em đều mọc, bất cứ con gì có thể sống được là em đều sống. Và em đã về từ được 7 năm, đó là một hành trình mà em thấy rằng là khi em chữa lành đất đai, cây cối, con vật thì em cũng chữa lành cho em được rất nhiều bệnh. Khi em về vườn, thực sự em là một siêu thị bệnh. Và đã 5 năm nay em không cần dùng thuốc, em chỉ dùng thực phẩm chính là thuốc. Và cái điều tuyệt vời ở vườn em là em thấy cái hệ vi sinh nó thay đổi, đồng nghĩa sức khỏe em cũng thay đổi. Và như thầy nói, nhìn mà không thấy, nghe mà không thấy. Và khi về vườn, em đã tập quan sát và càng ngày em càng thấy là cái khả năng thấy của em tốt hơn rất là nhiều. Và em vô cùng biết ơn thầy, thầy đã là người truyền động lực cho em để em tự tin đi cái hành trình của mình. Cái ngày mà em tìm đến thầy chính là câu chuyện thầy nói về nông nghiệp thuận tự nhiên. Và lúc đó rất nhiều người không hiểu cái từ thuận tự nhiên là gì và cứ nghĩ là thuận tự nhiên là sẽ là ăn lông ở lá và nó không có cái sự khoa học. Nhưng cuối cùng thầy đã đem đến một cái triết lý tuyệt vời, đó là trí tuệ của vũ trụ. Khi chúng ta nhìn mà thấy thì chúng ta thấy rằng là cái trí tuệ của vũ trụ rất là tuyệt vời. Thuận tự nhiên là mình tiếp lắng nghe cái hơi thở của vũ trụ, tiếng nói của vũ trụ và trí tuệ của vũ trụ. Em vô cùng biết ơn thầy. Chào em ơn thầy. Và hôm nay em đến đây em chỉ mang hai món quà, là một trái bơ và một trái chanh dây. Cái trái chanh dây đấy nó tự sinh ở vườn em, nó tự mọc và nó đã sống 3 năm nay. Và hương vị của nó mỗi năm một khác. Và trái bơ cũng vậy, mỗi năm một khác. Em rất là nhiều bạn cấy nền nói chuyện, hỏi em thì thường hỏi rằng là về vườn chị sống như thế nào. Và nghĩ nó là một cái câu chuyện là làm kinh tế. Nhưng thực sự em thấy rằng là khi em đã buông hoàn toàn, em không còn nghĩ đến vấn đề lợi ích của kinh tế nữa, thì em vẫn thấy em được rất nhiều thứ vũ trụ. Và bây giờ khu vườn đã nuôi em, nuôi gia đình em một cách sung túc theo đúng nghĩa của một người nông dân, chứ không phải là giàu có theo cái cách mà chúng ta nghĩ là chúng ta phải có xe này, phải có nhiều tiền trong tài khoản này, mà em có một cái sự đủ đầy ở bên trong. Và mọi người nhìn mái tóc của em có giống thầy không ạ? Tóc bạc này không biết bao nhiêu người nói với em rằng là tại sao không nhuộm tóc, tại sao lại như thế. Và lúc đầu cũng rất là băn khoăn, nhưng về sau em mới thấy rằng khi mình biết yêu cơ thể mình đúng cách ít thì tự nhiên em thấy cái mái tóc của em rất đẹp. Và gần đây không còn ai nói về cái mái tóc của em nữa, và người ta chấp nhận và người ta bắt đầu thấy mái tóc của em rất đẹp, thấy rằng là tóc em rất mềm, rất tơi, và nó có một cái gì đó
và họ nói rằng là rất là kết nối. Thế thì đấy là trí tuệ của tự nhiên. Em rất là tuyệt vời. Cảm ơn Bình. Và cái điều mà chúng ta phải nhận xét rằng là thật ra là cái hệ thống tự nhiên đã đặt lên Đà Lạt, đã gọi ông Gia Sanh lên và đã đặt lên thành phố Đà Lạt. Thầy về cách đây 25 năm, thầy đã được đi thăm vào khoảng 50 tỉnh thành. Tức là có thể nói rằng là thầy đã được thăm 80% đất nước. Và thầy cũng đã đi 80 quốc gia. Thầy có thể nói với các bạn là cũng có một vài quốc gia rất là đẹp, như là nước Pháp, như là nước Mỹ, như là nước Trung Quốc. Thế nhưng mà chung quanh trong Đông Nam Á thì có lẽ chỉ có một vài đảo của Indonesia là có thể xứng đáng với chúng ta. Còn chỗ còn lại là không bằng Việt Nam. Việt Nam chúng ta đẹp một cách mê hồn. Thế nhưng mà chúng ta bị ai nói trong tay chúng ta là chúng ta không theo được những cái tiêu chuẩn, chúng ta thua kém, cái gì thua kém, tiêu chuẩn nào cũng bét. Sao lại là thế nhỉ? Mà trong khi mà chúng ta đang nhận như sung sướng thế này, ăn uống đầy đủ cả, tại sao mà chúng ta đứng bét thế nào? Thì trên cuộc đời này chỉ có đẻ khác đâu mà so sánh. Thế thì đó là tại vì chúng ta không nhìn thấy cái hạnh phúc của chúng ta, và chúng ta không có cái lập luận và cái tư duy xứng đáng với cái gì mà chúng ta nhận được. Miền Nam 5 năm xin nhận, thầy đã rất vui mừng được đón tiếp các giáo sư mà thầy rất kính trọng, cô Bùi Trân Phượng, giáo sư Lê Đăng Hưng, giáo sư Trương Việt Thành, doanh nhân Trần Sĩ Trương, và nhất là doanh nhân Nguyễn Thị Thành Tường. Các bạn mà nghe cô Thành Tường thì các bạn sẽ giật mình, và cô không có một phút nào là cô trao hết cho đất nước. Mà từ bao nhiêu năm rồi, thì thực ra cô Thành Tường sẽ tới với chúng ta ngay ngày hôm nay. Thế thì các giáo sư mà thầy vừa nói đây cũng đều sẽ dạy cho các bạn một điều mà các bạn không nắm, đó là cái điều mà chúng ta thiếu nhất là cái lý luận hệ thống và cái tư duy hệ thống. Chúng ta không nhìn cái gì nó liên quan đến cái gì cả. Thế nên bây giờ cho phép thầy kể một câu chuyện. Ở bên Nhật thì có một vị rất là nổi tiếng tên là Tenpu, và vị đó thì mất đi lúc mà vào cái tuổi mà thầy sinh ra, tức là mình không có cùng thời đại giám điệu. Và ông ấy đã từng giết rất nhiều người, giết người Nga, người Trung Quốc cái gì đó. Ông ấy là một giám điệu kinh khủng, giết người thì không sợ tay. Thế nhưng mà đến khi ông về già thì ông ấy muốn truyền bá cái trải nghiệm của ông. Và ông ấy còn không, ông ấy quyết định là ông ấy thiền, tại vì ông ấy cũng có bối cảnh. Và ông ấy sang bên Ấn Độ, ông mới tìm vị thầy và thiền nổi tiếng nhất để mà học thiền. Còn cái tháp nước nó ồn ào lắm, nước nó đổ ào 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 liên tục 24 tiếng một ngày. Và thầy thiền mới nói với ông ấy, tôi nói với tên cô rằng là anh ngồi đây, anh thiền cho tôi. Và tháng sau tôi trở lại, anh sẽ ngồi thiền một tháng. Và tháng sau anh đã nghe thấy cái gì, anh đã thấy cái gì? Tôi thấy tháp nước đẹp quá, và tôi nghe thấy tiếng nước nó đổ hùng vĩ quá. Thế nào, chỉ có thế thôi à? Chưa cái gì đó anh ạ, ngồi thêm tháng nữa. Thế tháng sau trở lại, thầy ở đây cái tháp nước nó đổ mạnh quá, cho nên là tôi chỉ nghe thấy tháp nước thôi. Cái tiếng nước nó kinh khủng, nó như là Niagara Falls. Thế mà tôi cũng chỉ trông thấy nước chảy. Thế à? Thế thì tháng sau tôi trở lại. 6 tháng sau,
6 tháng sau thầy thiền mới trở lại. Lần này anh nghe thấy gì, thầy trông thấy gì? À, lần này thì tôi có chuyện rất mới, tôi phải thưa với thầy là tôi được trông thấy chim nó bay, đúng đúng nó bay và chim nó hót, tôi nghe thấy chim nó hót. Nghe ạ, tháng sau tôi trở lại. Thôi, thầy nói chuyện cho thật ngắn. Đến khi mà thầy thiền nghe, thầy ạ, lần này rất là lạ, là tôi nghe thấy những con giun ở dưới đất. Khi mà tôi ngồi thiền thì tôi nghe thấy những con giun ở dưới đất nó tỏ tình với nhau, nó tỏ tình với nhau, nó nói những điều gì tôi không hiểu nhưng mà nó tỏ tình với nhau. Anh ạ, anh có thể về, bởi vì lần là bây giờ đó, anh biết nhìn, anh biết nghe rồi. Thế các em ạ, các em có muốn đi thiền như thế không? Rồi các em có nhìn thấy cái gì không? Rồi các em có nghe thấy cái gì không? Ở đây này, thầy xin nói với các em, có một vị thầy rất kính trọng, một em gái trẻ tuổi tên là Hà Ni. Hà Ni đâu rồi? Đoán cạnh đây. Hà Ni khuyết thị, em không trông thấy gì đúng không? Đại diện Việt Nam đi một cái hội nghị ở Philippines, ở Manila. Hà Ni có viết thư cho thầy, bảo thưa thầy, con cúm quá, lần đầu tiên con xuất ngoại, mà lần đầu tiên con phải nói chuyện bằng tiếng Anh, và con run quá, thầy ơi, thầy giúp con. Thầy chỉ nói với con là be yourself, đúng không? Be yourself, let it be. Và let it be. Thế thì các em ạ, let it be, và be yourself. Because you are not yourself. You are the model you want to imitate. Các em bị muốn là đi bắt chước chứ biết mô hình nào đâu. Và thầy có, các em đều biết rằng là trong cái đề nghị có những khi chúng ta có xuất bản không có đỉnh quá cao, không có sông quá dài, và sắp sửa ra cái cuốn sách không có đá quá mềm. Trong cái cuốn sách không có đá quá mềm sẽ là 19 câu chuyện của 19 người khuyết tật. Nhưng mà có một bài của thầy, thầy nói rằng là ở trên cái thế gian này, những người sinh ra ai cũng có khuyết tật. Em đẹp trai như thế này, em có dám chắc rằng em ít khuyết tật hơn Hà Ni không? Em có dâm không? Em có hay nói? Em có nhiều thèm khát? Nếu thế thì em vô Hà Ni rồi. Vậy thì xin mời em đi ngủ. Vậy thì có nghĩa rằng là chúng ta cục bộ mà chúng ta cho rằng là những người nào mà không nhìn thấy chúng ta sắp sang một bên, người nào có cay sang bên, những người đó là những người không bình thường. No, mình là đúng hơn là người ta được chuẩn bị để có một cuộc sống tốt hơn mình. Vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta nghĩ sai rồi, tư duy sai hết rồi. Chúng ta nhìn chúng ta đi. Thầy mà đứng bên cạnh Hà Ni, thầy thấy thầy sao thầy này, thầy cũng giống kẹo với chết. Bởi vì đó là thuận tự nhiên. Nếu mà thầy không giống bạn này thì thầy cũng phải là người bình thường. Đúng không? Thế, có nghĩa rằng là các bạn ơi, các bạn tự tạo ra những lý do để không tự tin. Tự mình tạo ra những lý do để không tự tin. Một cái người, một cái thị vật phải đi tại hội nghị quốc tế mà phải nói bằng tiếng Anh, mà trong đầu không biết là phải nói cái gì, mà chỉ nghe một lời khuyên của thầy thôi là be yourself về đấy, mà được vỗ tay nồng nhiệt, có đúng không? Mà Hà Ni về phe thầy, thầy à, trên đời em lạ quá, em chưa bao giờ vỗ tay kinh khủng như thế. Các em suy nghĩ đi. Chúng ta khi mà Hà Ni đi sang Phi Luật Tân thì Hà Ni
cũng có trang bị, cũng có hành trang. Hành trang đó là Hà My đã học được từ cái nền tinh thần bình đẳng. Và thêm vào đó tôi còn hơn bạn là tôi cổ điên. Và vì tôi cổ điên cho nên tôi xuất phát là hết tất cả tinh hoa của tôi. Cổ điên không không đủ, bình đẳng không không đủ. Bởi vì chúng ta chưa học được chữ thẳng thắn. Thẳng thắn là cái gì nhỉ? Để thầy nói với các bạn, thẳng thắn không phải hồn nhiên thôi. Không phải nói thật, nói thật đâu. Thẳng thắn là một cái gì rất là sâu. Và dân tộc chúng ta không tiến được là bởi vì chúng ta không thẳng thắn. Tại sao thẳng thắn nó quan trọng như thế? Tại vì thẳng thắn là mình chấp nhận một cách vui vẻ sự phản biện. Mình chấp nhận tất cả những sự bổ sung của những người xung quanh một cách vui vẻ. Thì mới là thẳng thắn. Bởi vì người ta cũng sẽ chấp nhận một cách thẳng thắn cái gì mà mình nói thẳng lên cho họ nghe. Các bạn có biết không? Các bạn tại sao khởi nghiệp? Hôm qua các bạn ngồi ngay cạnh nhà cô Phượng muốn nói 8 lý do khởi nghiệp thất bại, thầy thuộc đấy chứ, thầy muốn nghe lắm đấy chứ. Thế nhưng mà một trong những lý do mà các bạn khởi nghiệp không thành công, 90% các công ty khởi nghiệp Việt Nam không thành công là bởi vì rằng là các bạn không có văn hóa thẳng thắn. Tại sao thế? Là tại vì rằng là khi khởi nghiệp các bạn quên mất một cái chữ to nhất, lớn nhất trong cái khởi nghiệp. Nhớ nhé, bây giờ thầy nói để cho các bạn ghi vào là you cannot create a model, hay là một cái product, if you don't update. Luôn luôn phải hiện đại hóa cái sản phẩm của mình. Bây giờ mà cái thằng Steve Jobs hay là cái gì đấy mà nó nói rằng là iPhone 20 của tôi đó là cái iPhone Jobs, tôi sẽ không update nữa bởi vì nó perfect. Nói xong câu đó, Apple chụp sản phẩm. Tại vì là không update. Đó chưa? Updating quan trọng hơn tất cả. Thế thành thử ra, thẳng thắn là thế. Thẳng thắn là cầu khẩn, là cầu thị. Cái người trước mặt, bạn có cái gì chỉ trích, bạn có cái gì để nói, bạn nói đi. Tôi rất khát khao được nghe cái sự chỉ trích của bạn. Bởi vì rằng là có cái sự chỉ trích của bạn thì tôi mới có được một sản phẩm tốt hơn. Bởi vì cái sản phẩm nó chưa chắc đã tốt hơn về mặt khoa học, nhưng nó sẽ tốt hơn vì nó sẽ phù hợp hơn với đầu ra là cái người khách hàng người ta mua sản phẩm. Người ta thấy rằng là người ta nói là tôi thích cái sản phẩm này nó như thế này cơ. Thì mình sẽ update cái sản phẩm đó theo đúng cái tiêu chuẩn của khách hàng, đầu ra và đầu ra. Chứ không có cả nước cũng đi theo mình. Xong nó phe nhau, nó lấy theo này. Còn thầy khỏe không thì này thì rõ ràng mình cũng phân tích cái gì mình giữ lại từ truyền thống và cái gì mình không giữ lại từ truyền thống. Giá trị không có giá trị là zero. Và chính vì vậy cho nên là cái nền nó phát triển là bởi vì là cái ngôn ngữ của được cái nền là chỉ nói về chuyện giá trị. Chúng ta không nói về chuyện cái gì cả, nhất là chúng ta trao cho nhau. Và ở đây các bạn sẽ thấy một cách ngạc nhiên là các bạn sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc và rất đủ đầy nếu các bạn có một cái ngôn ngữ mà cái chữ đầu tiên là giá trị. Giá trị thứ gì? Là luôn luôn mình tự tin vào một loại. Khi mình tự tin mình không cần phải lên giọng để ngôn ngữ. Cái đó là cái nice and professional mà các bạn cố gắng thực hiện. Luôn luôn đầu tiên. Và chúng ta luôn luôn nhìn vào đầu ra. Tích cực là không cần nhìn vào đầu vào. Chia sẻ cho mình những cái kiến thức mà họ đã tạo cho mình. Họ đã nghiên cứu và họ truyền bá cho mình. Còn đùa hay không? Tôi cũng dám đề nghị với anh là gần sau anh tới ở chùa. À.
Nếu mà bạn nào mà hỏi tôi, có lẽ tôi sẽ sẵn sàng đi tắm ban đêm ngoài biển mà nếu mà bạn nào mà hỏi tôi tại sao thầy tắm hậu chuồng thì mình hỏi là mình chưa nhìn thấy dốc sửa chuồng bao giờ. Bình thường. Thế thì các bạn, nó loanh quanh luẩn quẩn, nó chỉ có thế thôi. Thế nhưng mà cái điều quan trọng nhất là các bạn có một cái trí óc. Lúc đấy mình nói cái gì? Lúc đấy mình nói là các bạn không biết nhìn. Dạy con nhìn đi. Các bạn dắt dắt tay bạn, dắt con, tất cả các bạn giữ với tôi đi. Dắt con đi chơi một ngày. Xong về hỏi con nghe thấy gì và con đã thấy cái gì. Và các bạn sẽ rất ngạc nhiên là nó chẳng thấy cái gì hết và nó chẳng nghe cái gì hết. Nó bảo rằng mẹ chỉ có mỗi cái McDonald's mà mẹ không mua cho con thôi. Rồi nếu mà thế thì xin lỗi các bạn, cái nền giáo dục của bạn là zero mất rồi. Bởi vì các bạn có biết không, kể chuyện cho bạn nghe nhé. Ở trên ban công của tôi nó có một cặp chim bồ câu. Ban công để ba lại. Tự nhiên một hôm thấy có hai quả trứng. Và một tháng sau thì thấy hai con chim non. Và hai tháng sau thì thấy hai con chim khỏe mạnh. Thế thì hai con chim nó mới đứng trên cái bờ ban công đó. Và mẹ đứng một bên và bố đứng bên và hai đứa ở giữa. Nhìn thấy rõ là một đứa cái và một đứa con đực. Thế thì bố nó nhìn bay xuống lại quay về. Bay xuống lại quay về sau nhìn con. À, tức là bố nó bảo bay là như thế đấy mày à. Mày cứ nhào đầu xuống đi. Và quả nhiên con cái, con bé đó, còn là con cái, 1, 2, 3 nhảy xuống, rơi cái bụng. Nhưng mà sau đó là biết bạch. Còn biết con đực ấy, con mà đực ấy, nó đi ra, nó thấy rõ cái nhìn nữa này. Con nó lại đi ra, nhìn. Thế xong rồi nó nhìn mẹ đó. Bố đó. Nó lại ra nó nhìn. Thế đó mà cả ba người đây thì mất rồi. Nó mất là lắm. Không dám đi. Các bạn không dạy con kiểu nào khác nhé. Chim nó dạy con như thế. Nhìn như con hổ. Mới sinh ra là đi săn. Mới sinh ra là đi săn. Tất cả các sinh vật chỉ có 24 tiếng để trưởng thành. Ngoài người chúng ta cần 25 năm. Đó là chưa nói những đứa 45 tuổi vẫn chưa trưởng thành. Nói tay ai? Nói tay mẹ, nói tay bố. Các bạn, đồ. Thôi, stop nhé. Không có dạy con kiểu đó. Dạy con là dạy con quan sát, dạy con nghe, lắng nghe. Dạy con cái điều thứ ba. Không. Dạy con là còn cái điều thứ ba phải dạy. Là con nhìn thấy thế còn nghĩ cái. Thế thì cũng rất đồng nghiệp là một số ông các em là cũng phụ huynh rồi. Hồi các em còn các em chưa được học. Để nghĩ cái gì mà các em chỉ học phụ cái gì đấy. Thành ra bây giờ các em dạy con rất là khó. Thầy xin giới thiệu các em một cái cuốn sách nó tên là Tư duy dạ tràng. Mà thầy sẽ sắp xuất bản mà thầy đang vĩnh thắng rồi nhỉ? Đâu? À đây, bà Thắng đây là người biên tập cho tất cả những cuốn sách của thầy là nhà xuất bản trẻ. Thì Thắng đã nhận được cái bản thảo rồi. Và nhà xuất bản trẻ cũng nhận được cái bản thảo của không có đá quá mềm của cái này. Thế thì tại sao mà tư duy còn giãn chặt? Và sau đó thì thầy sẽ niềm lại cái micro. Và bởi vì rằng là một hôm thầy nằm ở trên bãi biển, thầy mới thấy con da tràng nó cứ đi ra đi vào xe cắt. Thế mình mới đùa, mình mới nhìn nó, mình mới nghĩ mày xe cắt để làm gì? Và nó trả lời là yo xe, tao không biết. Thế sao mày xe cắt thì không biết mệt mỏi,
ông hôn, chúng ta không biết là xe cắt để làm gì, nhưng mà vẫn xe cắt. Thế nhưng mà nước nó vào rồi nó tràn vào cái bị xe cắt xong, mà nước nó vào thì tất cả đi đi, thì bởi vậy nó mới xe cắt. Chứ nếu mà nước nó không vào thì nó thành cái gì rồi, nhưng mà nước nó vào thì người ta vẫn phải xe cắt. Thì thầy xin nói một cách rất là shocking, rất là hỗn láo, là dân tộc chúng ta 90% là giá trị. Chúng ta làm rất nhiều điều chúng ta không biết tại sao, làm đi làm lại, làm tái làm hồi, ngày này qua ngày khác, chúng ta không biết tại sao, chúng ta không biết để làm gì, làm thế cho ai, chúng ta bạn biết cái trả giá cũng không biết đấy. Chẳng hạn như bây giờ mình hỏi bác gia tràng rằng là mày làm thế, mày có biết cái giá mà mày trả trong cái chuyện này không? Không. Còn tại sao là không biết? Làm cho ai? Không biết. Các em đấy, đó là tại vì chưa phương tiện. Và cũng vì vậy cho nên là thầy thấy là cái may mắn rất là lớn là trong cái đền lần này chúng ta có những giáo sư và những người tiêu biểu nắm cái tư duy hệ thống, nắm cái lý luận hệ thống, không có ai bằng trong đất nước. Thành ra các em hay lợi dụng cái thời gian các em quây quần các giáo sư, chỉ nghe các giáo sư nói thôi là các em mới thấy rằng là nó là một cái lý luận hệ thống, cả một cái tư duy hệ thống mà các em phải học. Và trong cái cuốn sách tư duy gia tràng, thầy dùng cái chữ gia tràng đó, nó hơi châm biếm một tí, nhưng mà nó kêu gọi các em là stop, don't be ở gia tràng. Cho dù là ông xếp ở trên vũ trụ bảo mày vẫn phải làm thế. Thầy sẽ nói tiếp một lúc khác, nhưng mà hết giờ của thầy rồi. Mình ở trong cái thầy không có xếp, cho nên là xếp ngay bây giờ là MC. Nghe rất là nhiều chia sẻ vô cùng chân quý của giáo sư Phan Văn Trường. Và một trong những cái điểm mà mình ấn tượng nhất đối đó chính là tư duy hệ thống của thầy. Tại sao chúng ta phải làm việc này? Làm việc này vì điều gì? Làm cho ai? Và cái giá mà chúng ta phải trả cho cái điều đó là như thế nào? Và trong buổi ngày hôm nay thì các anh chị em chúng ta không chỉ được nghe từ giáo sư Phan Văn Trường, mà chúng ta còn được nghe từ rất nhiều những vị khách mời đặc biệt của chúng ta, mà khiến cho Lê Nghĩa nhớ lại một cái không khí. Đó chính là câu chuyện của cha của Ben, của vĩ nhân Benjamin Franklin. Ông ấy đã dạy con của mình bằng cách là mời những người bạn giỏi nhất, xuất sắc nhất đến nhà để trò chuyện và cho các con của mình được lắng nghe những buổi chia sẻ đó. Và ngày hôm nay trên sân khấu của chúng ta có lẽ là câu chuyện của vị cha ngày nào, của vĩ nhân Benjamin đã được tái hiện tại sân khấu cái đền ngày hôm nay. Và để tiếp theo chương trình thì xin mời các anh chị em chúng ta sẽ cùng được giao lưu và gặp gỡ với tiến sĩ Bùi Chân Phượng. Khắp nơi chung lòng mình về nơi đây, cái miền không lan xa.